con quái vật kia. Ai cho nhà ngươi đến đây để mà làm hại mọi người? Được rồi, ta sẽ trừ khử nhà ngươi. Bạn Milo, con tránh ra đây không, con quái vật đã ăn mất bây giờ. Nhanh nhanh chạy ra đây. Con quái vật kia đừng có mà ăn bạn Milo của ta. Xem tay. Được lắm, kiếm thật xin lỗi mày. Xem ta đây. Ôi các bạn ơi, tớ đang tập thể dục để mà lấy sức khỏe để mà đi chiến đấu với quái vật đây. Ôi các bạn ơi, thôi bây giờ các bạn ở đây chơi nhá, để tớ đi tuần tra để chiến đấu với quái vật đây. Xin chào các bạn nhá. Xin chào. Ôi tớ đi đây. Bây giờ bọn mình chơi hơi đánh bóng đi. Chuông báo động các bạn ơi. Ui, hình như có quái vật xuất hiện rồi. Tớ phải đi tìm quái vật đây. Đi thôi các bạn ơi. Đi thôi. Chào. Con quái vật kia. Ai cho nhà ngươi đến đây để mà làm hại mọi người? Được rồi, ta sẽ trừ khử nhà ngươi. Bạn Milo, con tránh ra đây không, con quái vật đã ăn mất bây giờ. Nhanh nhanh chạy ra đây. Con quái vật kia đừng có mà ăn bạn Milo của ta. Xem tay. Được lắm, kiếm thật xin mày. Xem ta đây. Các bạn ơi, tớ đã tiêu diệt xong con quái vật đấy luôn rồi. Tớ vừa đến đây nhá, để nó mà làm náo loạn các bạn động vật, không cho các bạn động vật ăn cỏ. Tớ đã tiêu diệt nó luôn rồi. Bây giờ tớ phải tiếp tục đi tuần tra để bảo vệ trái đất đây. Tớ có rất là nhiều sức khỏe luôn. Ok, đi đây. Ôi các bạn làm sao mà chạy hốt hoảng thế? Có quái vật đấy. Quái vật nó đến bắt nạt các bạn à? Vâng. Nó đâu? Nó đằng nào? Kia. Ở đằng kia. Thôi được rồi, bây giờ các bạn hãy đi theo tớ. Tớ sẽ cho các bạn chiến đấu con quái vật này luôn. Đi luôn. Chúng tôi các bạn chiến đấu quái vật. Đi thôi. Các bạn đi vào đây. Tớ sẽ xuống đây rồi. Cái này cho bạn đi xuống. Bạn đi qua đây. Đi qua bên này. Cái này cho bạn tâm. Ô, cái của bạn à. Đây. Bây giờ tớ sẽ cho bạn cầm thanh kiếm này. Đây là kiếm thần Shibukai, rất là mạnh luôn. Bây giờ đi chiến đấu với quái vật đi. Đi thôi. Chà. Ui, con quái vật này các bạn ơi.
Ui, con quái vật này cứng biết thế, tiêu diệt con quái vật này đi các bạn ơi. Chém nó đi. Ok, bắn cho bạn đó nào, bắn con quái đi. Bạn hãy sử dụng móng tay của bạn đi, móng tay sức mạnh đi. Bạn ơi, cho nó về bay lên trời thế nào. Oh yeah, nó bay rồi. Đằng sau hàng cây kia kìa, có con Godzilla đang chiến đấu với khủng long bạo chúa. Ui, tớ không biết là Godzilla thắng hay thua nữa. Tớ phải đi ra giúp đỡ bạn Godzilla đây. Đi thôi các bạn ơi.